trẻ mà vô tình chúng ta cầm phải, chúng ta cũng có thể ăn phải một số cái loại trứng giun sán. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ học những loại trứng giun sán nào? Học trứng giun đũa, trứng giun tóc, trứng giun móc, trứng giun kim. Và bốn loại trứng sán là trứng sán lá gan, trứng sán lá ruột, trứng sán lá phổi và trứng sán dây. Thì đối với bài thực hành này thì nếu bạn nào có thời gian hoặc là dành chút thời gian thì có thể tìm hiểu sơ qua về đặc tính dịch tễ học, tác hại của một số loại này. Sau đó thì chúng ta sẽ xem và search trên mạng nhìn những hình ảnh của các loại như là giun đũa trông như thế nào này. Sau đó thì chúng ta sẽ quan sát và xem thử chúng ta biết được giun đũa tác hại như thế nào, rồi ký sinh ở đâu, ví dụ như ký sinh ở ruột non này, nó gây ra những tác hại gì, hình thể của chúng ta sao, và chúng ta sẽ biết được cái mầm bệnh của nó là các loại trứng thì trông nó như thế nào. Để nhận dạng được các loại trứng giun sán thì chúng ta sẽ cần phải đi qua hai phần chính. Phần đầu tiên là chúng ta sẽ cần biết được cái phần đặc điểm chung của hình thể trứng giun sán, tức là từ cái phần đặc điểm chung này chúng ta sẽ biết được là các loại trứng giun sán gồm cấu tạo như thế nào, phân tích nó ra sao. Chúng ta sẽ phân tích bởi về màu sắc, hình thể, kích thước hay như thế nào, và sau đó thì tùy từng loại mà sẽ có những cái đặc điểm riêng nổi bật, dễ nhận biết và thích hợp nhất để chúng ta nhận dạng. Về đặc điểm chung thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ phân tích ở trên 4 yếu tố: yếu tố về hình thể, yếu tố về cấu tạo, yếu tố về kích thước và yếu tố về màu sắc. Về hình thể thì các bạn thấy là các loại trứng giun sán thì nó có nhiều cái hình dáng khác nhau, có thể có hình tròn hoặc hình bầu dục, có loại thì có hình bầu dục cân đối, có loại thì có hình bầu dục không cân đối, có loại thì như một loại trứng sán lá thì các bạn thấy là nó đều có nắp ở trên đầu. Về cấu tạo thì tùy từng loại thì chúng ta sẽ phân tích về lớp vỏ và nhân. Lớp vỏ thì tùy loại, có loại có vỏ dày, có loại có vỏ mỏng, có loại một lớp, hai lớp, thậm chí là nhiều lớp. Về nhân thì thay đổi tùy theo từng giai đoạn phát triển của trứng. Có thể chúng ta nhìn thấy nhân là một khối chắc nằm ở bên trong, cũng có thể chúng ta nhìn thấy là có hình ảnh của ấu trùng nằm ở bên trong. Về kích thước thì cô có đề cập đến với các bạn là trứng giun sán có kích thước vô cùng nhỏ. Kích thước chúng ta sẽ đo bằng micromet và chúng ta sẽ sử dụng kích thước này để chúng ta có thể so sánh một số loại trứng giun sán dễ nhầm như trứng giun đũa và trứng sán dây có kích thước khác nhau nhưng hình thể nó giống nhau, hoặc trứng sán lá gan với trứng giun kim. Đây là một trong hai loại trứng mà chúng ta dễ nhầm lẫn nhất nếu chúng ta được soi trực tiếp trên kính hiển vi. Tiếp theo về màu sắc thì trứng giun sán thì đa số có màu vàng và nó nằm ở trong phân, nó sẽ được nhuộm bởi cái bilirubin trong phân, và có loại thì có màu xám và có loại không màu như trứng giun kim. Các bạn thấy là giun kim sẽ bò ra ngoài hậu môn để đẻ trứng và trứng sẽ nằm ở nếp nhăn của hậu môn, do vậy thì trứng giun kim thường không có màu và trong suốt. Đối với đặc điểm riêng thì chúng ta sẽ đi vào 8 loại trứng giun sán thường gặp. Đầu tiên là trứng giun đũa. Các bạn đã quan sát đây là hình ảnh của một loại trứng giun đũa đã được thụ tinh, có hình dáng nó như thế này. Thì các bạn nhìn vào các bạn có thể mô tả được là nó có hình dáng là hình, có thể có hình bầu dục như này và cân đối, hoặc có loại có thể là hơi tròn. Kích thước thì một chiều khoảng 45 đến 75 micromet. Thì cái kích thước này các bạn sẽ dùng để so sánh những cái loại dễ nhầm lẫn. Các bạn không cần phải nhớ máy móc là nó khoảng bao nhiêu micromet, trừ khi các bạn nghiên cứu chuyên sâu. Còn hôm nay các bạn chỉ cần nhớ mang máng là cái kích thước này nó to hơn hay nhỏ hơn những loại khác thôi. Về màu sắc thì các bạn có thể quan sát là nó có màu vàng. Cái đặc điểm dễ nhận biết nhất của giun đũa đó là cái lớp vỏ dày. Trứng giun đũa có lớp vỏ dày gồm nhiều lớp, và đặc biệt cái lớp ngoài cùng các bạn có thể quan sát đây là cái lớp albumin xù xì. Nó vòng vòng này, nó giống như là cái vỏ gương cắm tay của chúng ta, cái vỏ gương tròn tròn ấy, thì các bạn có thể nhìn thấy là cái lớp vỏ nó dày như thế. Nhân của trứng giun đũa các bạn có thể nhìn thấy ở cái bên trong này, nó chắc gọn, nó nằm ở bên trong. Còn hình ảnh đây thì các bạn đang quan sát đây là hình ảnh trứng giun đũa chưa thụ tinh. Chúng ta sẽ học về trứng giun đũa đã thụ tinh, và nhìn thấy hình ảnh đó thì chúng ta chỉ cần ghi trứng giun đũa thôi. Tại sao cô cho cái hình ảnh này? Thì các bạn có thể quan sát trong trường hợp thực tế, các bạn nhìn tránh nhầm lẫn với một số loại trứng giun như là trứng giun móc mỏng, nhìn nó khá là giống. Nhưng mà cái trứng giun đũa chưa thụ tinh này thì hai đầu nó dẹt hơn và không có cái lớp albumin ngoài cùng rõ ràng nữa.
Tiếp theo là chứng run tóc. Thì các bạn có thể quan sát chứng run tóc này. Chứng run tóc có hình bầu dục đối xứng ở hai đầu có hai nốt nhìn như là hình quả cau. Thì các bạn có thể hình dung ra cái quả cau cau trầu vào trong ngày cưới. Thì hai cái nốt này chúng ta sẽ nhận biết rằng là nó có thể có cái nốt, hoặc là trong quá trình chúng ta làm tiêu bản chúng ta cần phải đánh phân, hoặc do thời gian cái tiêu bản nó co lại thì cái vỏ nó có thể bị bật ra và nó để lại hai cái vết lõm xuống. Thì lát nữa các bạn sẽ được quan sát trực tuyến trên kính hiển vi, các bạn sẽ nhìn thấy là lõm xuống và để lại cái vết tinh như thế nào. Kích thước thì các bạn quan sát thấy là chứng run tóc có kích thước khá là nhỏ, nó khoảng 50 mm, tức là nó nhỏ hơn chứng run đũa. Về màu sắc thì chứng run tóc thì có màu vàng nâu, màu xanh nâu, và đặc biệt là các bạn có thể nhìn thấy cái lớp vỏ của chứng run tóc này nó dày nhưng nó không xù xì như chứng run đũa mà nó rất nhẵn. Nó nằm ở đây. Nhân của chứng run tóc thì nằm ở bên gọn bên trong và thành một khối. Tiếp theo là chứng run móc hoặc chứng run mỏ. Các bạn có thể quan sát đây là hình ảnh của chứng run móc mỏ này. Chứng run móc mỏ hình bầu dục hơi dài và đối xứng. Kích thước khoảng 60 một chiều và một chiều khoảng 40 micromet. Chứng run móc có vỏ mỏng hơn và do vậy thì các bạn có thể quan sát thấy là thường nó sẽ màu là nhạt hơn so với các loại như là chứng run tóc hoặc chứng run đũa. Nhưng khi thực tế thì các bạn có thể thấy là nó cũng có thể không có màu xám nhạt này mà nó có thể có màu hơi vàng vàng. Các bạn lưu ý cái màu này nó cũng không đặc trưng lắm. Về để nhận dạng được chứng run móc mỏ chúng ta chủ yếu chúng ta sẽ dựa vào vỏ và nhân. Thì các bạn có thể quan sát đây hình ảnh nhân của chứng run móc mỏ này. Đó là một khối nhân sẫm nằm ở bên trong, được phân chia thành từ 4 đến 8 phần, như là một cái đảo nhân này, hoặc giống như là cái chùm nho này. Còn lớp vỏ mỏng nhẵn trong suốt thì các bạn có thể quan sát là nó bao ngoài và chúng ta cần phải nhìn rõ ràng, phải nhìn thấy được cái lớp vỏ này, chúng ta mới nhìn thấy và kết luận chính xác đây là trứng run móc hoặc trứng run mỏ hay không. Còn nếu không nhìn thấy lớp vỏ thì là loại trứng khác. Cái lớp vỏ này các bạn có thể hình dung ra giống như là cái chùm nho đặt trên cái đĩa trong, hoặc là như là một một khối kim nhân này được bao bọc bởi cái lớp bong bóng xà phòng bên ngoài. Thứ tư là chứng run kim. Các bạn quan sát trên hình ảnh, đây là hình ảnh của chứng run kim này. Chứng run kim có hình bầu dục, tuy nhiên cái hình bầu dục của chứng run kim thì không cân đối như chứng run đũa hoặc là chứng run tóc, mà nó lại lép một bên nhìn giống như hạt gạo nếp của chúng ta. Đó. Cái đặc điểm tiếp theo là chứng run kim nằm ngoài nếp nhăn hậu môn nên nó không có màu và trong suốt. Đặc biệt là trong 8 loại chứng ngày hôm nay thì chỉ có chứng run kim là không có màu. Vậy thì để nhìn rõ, bởi vì nó không màu nên khi chúng ta nhìn trên kính hiển vi thì chúng ta sẽ cần phải hạ thấp tụ quang xuống, tức là chúng ta cần phải hạ thấp ánh sáng xuống một cách tối đa để chúng ta quan sát rõ hơn được cái hình thể của chứng run kim này. Chứng run kim có vỏ nhỏ lõm ở bên trong thì có thể nhìn thấy những hình ảnh của ấu trùng nằm ở bên trong. Về kích thước, chúng ta sẽ sử dụng cái kích thước này để so sánh với trứng sán lá gan. Khi chúng ta học trực tiếp mà chúng ta lượng giá cuối bài ấy, thì tiêu bản nhầm lẫn nhất đó là trứng run kim và trứng sán lá gan, còn hầu hết các tiêu bản khác chúng ta đều không nhầm. Các bạn lưu ý là tại sao lại giống nhau thì lát nữa các bạn sẽ được nhìn và quan sát. Đây là bốn loại trứng run chúng ta đã học. Bây giờ một bạn có thể giúp cô mô tả ngắn gọn đặc điểm của bốn loại trứng run sán này mà em dễ nhận biết nhất. Phương Anh. Dạ. Cô, cái đầu tiên là run đũa thì lớp vỏ nó dày ạ, nó sùng, nó kiểu gồ ghề, nó mà albumin rõ ạ. Ừ. Thì nó thành một khối. Còn cái run thì đặc trưng bởi là có hai nút ở đầu giống hình quả cau, vỏ thì mềm và mịn, nhân thì nó cũng tạo thành một khối. Run móc mỏ thì có cái vỏ mỏng trong suốt, nhân thì nó chia thành 4 hay 8 múi. Còn run kim thì nó hình bầu dục nhưng mà nó không cân đối và trong suốt ạ. Đúng rồi.
Rồi các bạn đã hiểu rõ về bốn loại trứng run này chưa? Có gì không hiểu bốn loại này không? Chúng ta sẽ chuyển sang bốn loại trứng sán tiếp nhé. Bốn loại trứng sán thì chúng ta sẽ học ba loại trứng sán lá và một loại trứng sán dây. Thì ba loại trứng sán lá là trứng sán lá gan nhỏ, trứng sán lá ruột và trứng sán lá phổi. Thì ba cái loại này có một cái tương đồng là nó đều có hình bầu dục và ở đầu trên có một nắp, nhưng kích thước của ba loại này lại khác nhau vô cùng, một loại thì bé nhất, một loại to nhất và một loại thì ở giữa. Thì các bạn đang quan sát đây là hình ảnh của trứng sán lá gan nhỏ này, có hình hạt vừng, ở đầu trên có một nắp và có một gai nhỏ cuối trứng. Thì chúng ta đối với hình thể của trứng sán lá gan nhỏ, chúng ta sẽ quan sát chủ yếu về cái hình hạt vừng và có nắp ở bên trên, còn gai thì thường chúng ta sẽ không nhìn rõ, chỉ ở vật kính 40 chúng ta mới nhìn được thôi, chứ còn những vật kính 10 chúng ta quan sát sẽ không nhìn được. Về kích thước, trứng sán lá gan nhỏ là loại trứng chỉ có kích thước khoảng 18-20 micromet thôi. Vậy là các bạn có thể thấy là đây là loại trứng có kích thước nhỏ nhất trong các loại trứng run sán chúng ta học. Nếu lượng giá trực tiếp thì thường các bạn sẽ phản hồi với cô là cứ tiêu bản nào không nhìn thấy gì thì chắc là trứng sán lá gan nhỏ, vì nó bé đến mức đấy. Về vỏ và nhân, lớp vỏ thì gồm có hai lớp nhẵn và mỏng, trong nhân thì có thể thấy hình ảnh của ấu trùng. Vậy thì để nhận dạng trứng sán lá gan nhỏ, chúng ta sẽ dựa vào cái hình hạt vừng và đặc biệt là có cái kích thước vô cùng là nhỏ. Đây là hình ảnh chúng ta nhìn trên kính hiển vi này, nó chỉ bé bé như thế này thôi này, có thể dễ bị nhầm lẫn với trứng run kim. Tiếp theo là trứng sán lá ruột. Thì đối lập với trứng sán lá gan thì trứng sán lá ruột, các bạn đang quan sát đây là hình ảnh loại trứng có kích thước lớn nhất trong các loại trứng chúng ta học ngày hôm nay. Trong khi trứng sán lá gan chỉ có khoảng kích thước khoảng 18 micromet, thì kích thước của trứng sán lá ruột nó lên tới hơn 100 micromet. Trứng sán lá ruột là loại trứng chúng ta dễ nhận biết và thường sẽ có điểm. Về kích thước, về màu sắc thì trứng sán lá ruột có màu vàng nhạt và vỏ của trứng sán lá ruột là vỏ mỏng, nhẵn và có nắp, nhưng cái nắp ở đầu nó là một nắp nhỏ. Chính cái bản thân lớp vỏ của trứng sán lá ruột nó vô cùng mỏng, nên hầu hết các tiêu bản các bạn được soi trực tiếp, các bạn sẽ thấy là nó đều bị vỡ thân hết. Nó có thể bị bật nắp và nhân nó bị đẩy ra ngoài, hoặc có thể là chính bản thân cái vỏ của sán lá ruột này nó bị bật hết ra và nó bị vỡ. Chỉ có cái loại trứng sán lá ruột mới bị thôi, còn các loại khác không bị. Nó có thể bị vỡ như thế này, nhân đẩy hết ra ngoài hoặc vỡ cả thân luôn. Thì các bạn có thể là lát quan sát xem là nó vỡ như thế nào. Tiếp theo là trứng sán lá phổi. So với trứng sán lá gan thì trứng sán lá phổi lớn hơn và nhỏ hơn trứng sán lá ruột. Trứng sán lá phổi thì các bạn quan sát là cũng có hình bầu dục, nhưng ở một đầu có một nắp và cái nắp của trứng sán lá phổi là một nắp to. Về màu sắc thì trứng sán lá phổi có màu vàng nhạt hoặc nâu sẫm hoặc là màu vàng nâu. Và các bạn lưu ý thấy là thường là chỉ có trứng sán lá phổi mới có hình ảnh màu sắc vàng nâu đẹp. Còn các loại khác các bạn có thể nhầm lẫn thành trứng run kim chẳng hạn, một số thôi nhưng không nhiều. Thì lưu ý là khi mà băn khoăn là không biết đây là trứng sán gì, trứng sán lá phổi hay trứng run kim, thì các bạn hãy nhớ cái màu sắc. Trứng run kim không có màu, còn trứng sán phổi hầu hết là đều có màu vàng nâu. Vỏ của trứng sán lá phổi thì mỏng nhẵn và nhân là một khối tế bào nằm ở bên trong, có nhân chiết quang. Nhân chiết quang thì lát các bạn sẽ quan sát xem là nó sáng sáng lên ý. Sẽ được quan sát trên kính hiển vi xem nó như thế nào. Cuối cùng các bạn học đó là trứng sán dây. Hầu hết các loại trứng run sán cô mô tả cho các bạn là nó có hình bầu dục, còn trứng sán dây thì có hình tròn hoặc tương đối tròn. Nó dễ nhầm lẫn với loại nào mà nó có cái hình dáng tương đối tròn nhỉ? Loại nào cô đã đề cập đến đầu tiên? Loại Chứng trứng chung nào? đũa. Đúng rồi, trứng run đũa. Còn các loại khác có hình bầu dục, chỉ có loại này thì có hình tròn và trứng run đũa thôi. Kích thước, đấy, các bạn lưu ý cái kích thước. Đường kính khoảng 30 đến 35 micromet. À, vậy là cái kích thước này so với trứng run đũa chúng ta nhớ lại nó lên tới khoảng 7 đến 70 đến 80, vậy nó nhỏ hơn rất nhiều. Lưu ý cái kích thước để chúng ta so sánh. Về màu sắc thì trứng sán dây có hai màu, màu vàng nhạt hoặc màu xám đen.
Màu vàng, màu xám đen thì các bạn sẽ không bị nhầm lẫn đâu. Không bị nhầm lẫn bởi bất kỳ một loại trứng sán nào vì nó vô cùng đặc trưng, nó tròn và nó có màu xám. Nhưng nếu mà là màu vàng nhạt thì sẽ lại suy nghĩ băn khoăn xem nó giống với cái loại gì. Trứng sán dây cũng có vỏ dày, gồm có hai lớp. Nhưng cái vỏ này các bạn sẽ quan sát này. Đối với trứng giun đũa thì các bạn sẽ nhìn thấy là lớp ngoài cùng xù xì và nó tạo thành một cái khối tròn tròn bao quanh cái nhân. Nhưng trứng sán dây thì các bạn sẽ quan sát có rất nhiều khía nằm dọc ở hai cái lớp vỏ này. Các bạn có thể quan sát cái khía này, hình dáng thì giống như là cái lốp xe ô tô ấy, hoặc là vành khăn xếp của các bà cụ. Trong nhân, đối với trứng giun đũa thì nhân chắc gọn được thành một khối, còn trong nhân thì chúng ta sẽ thường là chúng ta sẽ thấy vết mắc của ấu trùng. Vết mắc của ấu trùng trong trường hợp đấy là ấu trùng sán dây lợn. Tại sao lại có cái vết mắc của ấu trùng này? Thì các bạn nếu được học về hình thể con thì các bạn sẽ được nhìn thấy ấu trùng sán dây lợn nó có như nào, nó có những cái vết mắc này ở trên đầu. Vậy là chúng ta đã được học thêm 4 loại trứng sán lá, 3 loại trứng sán, 3 loại sán lá và một loại trứng sán dây. Cái loại to nhất là loại gì đấy nhỉ? Sao nó ruột Đúng ra rồi, ruột trứng đấy. sán ruột. Tiếp theo, màu vàng nâu, hình bầu Sao dục. nó phổi, nó phổi Đúng rồi, nhỏ nhất. sao là gan nhỏ Đúng rồi, và cuối cùng là chân dây. trứng sán dây. Lưu ý nhé, các bạn lưu ý này, sách các bạn bị sai do bị lỗi nhảy trong quá trình in ấy, các bạn sửa lại giúp cô nhé. Hình như là sai cái trứng sán lá phổi hay trứng sán dây gì ý. Sửa lại với cái mà cô đang giảng nhé. Các bạn có thấy cái hình ảnh sai ở trong sách thực hành không? Có với cả nó không có phần run kim luôn ạ. Ừ, sai phần nào thì sửa giúp cô nhé. Vì lúc mà gửi cho quán in ấy Bảy bình chín ấy. thì nó đúng đấy, nhưng mà đến lúc không hiểu sao in ra mà đã in rồi chứ chả biết làm nào, thì nhờ các bạn sửa giúp cô nhé. Rồi, các bạn có hỏi gì không? Các bạn không hỏi gì thì chúng ta sẽ được thực hành thinking hiển vi nhé, là chúng ta xem là cái hình ảnh mà cô giảng lý thuyết với hình ảnh mà cô Soan giảng trên kính hiển vi thì nó giống và nó khác nhau như thế nào, và có gì thắc mắc thì sẽ hỏi nhá. Vâng. Rồi các bạn đợi cô Soan lên truyền phát từ kính hiển vi qua máy điện thoại một chút nhá.